Con cháu của ta, đừng có khóc nữa. Cơ thể của ta đã già nua rồi, bắt đầu hỏng hóc sau những trận chiến. Không, không, Thu Linh ơi, ngài chết rồi, rồi ai lãnh đạo tụi con chứ? Thì một trong số các con sẽ trở thành thủ lĩnh mới, đưa lại đầu lo của chúng ta phát triển thêm. Không, không, thủ lĩnh, chúng con sẽ không để cho ngài chết đâu. À đúng rồi, trước đây Titan Cameraman, ông ta đã tìm thấy những mảnh kim loại từ trên trời rơi xuống, sau đó gắn vào cơ thể ông ta, rồi biến thành Upright Cameraman. Bây giờ, ông ấy rất khỏe, kháng lại mọi vết thương sau những trận chiến lớn. Hay là, con cũng đi tìm những mảnh kim loại như vậy, để nâng cấp cơ thể cho thủ lĩnh nha. Đừng đi, đừng đi, cứ bỏ mặc ta, ở bên ngoài nguy hiểm lắm, con biết ở đâu mà tìm chưa? Thủ lĩnh cứ yên tâm, thủ lĩnh cứ yên tâm, dù ở chân trời góc bể, con cũng vẫn đi tìm được về cho người. Đó là cơ hội cuối cùng để cứu sống người. Không, không, dừng lại đi. Thủ lĩnh, thủ lĩnh, mau chia ra đi tuần tra đi. Chúa tể Upright Cameraman của chúng ta đi vắng vài ngày, chúng ta phải hết sức cẩn thận, không cho kẻ lạ mặt đột nhập vào lãnh địa của mình. Có thứ gì đó ở đằng kia. Quỷ thần thiên địa ơi, là những cái xác của con người mà. Nhưng bọn chúng bị gì thế này? Sao người của bọn chúng bị xé xác ghê tởm thế? Rồi thứ gì đã kéo bọn chúng tới đây nhỉ? Ồ, có tiếng gì đó, có tiếng của sinh vật gì đó. Trời đất ơi, không phải là loài của chúng ta. Mau, mau, cấp mau, có kẻ đột nhập vào lãnh địa của loài Cameraman. Hả? À, lại thêm một lũ quái vật. Chết tiệt, mong tránh xa ra. Mạng sống của thủ lĩnh Speed Command chúng ta ngàn cân treo sợi tóc. Kẻ nào cản đường ta, ta sẽ giết sạch. Ta phải cấp tốc tìm được những mảnh kim loại từ trên trời rơi xuống để cứu thủ lĩnh của ta. Mình đã đi hơn một ngày rồi, không thấy một mảnh kim loại đâu cả. Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Mình không thể nào thất bại. Mình không thể nào thất bại được. Khoan, khoan. Mình cảm nhận có thứ gì đó quanh đây. À, sau lưng mình, đằng kia, đằng kia. Cuối cùng cũng đã tìm thấy kim loại từ trên trời rơi xuống rồi. Hay lắm, hay lắm. Lần này thủ lĩnh Titan Speed Command sẽ được cứu rồi. Rồi ông ấy sẽ trở thành một Upright Titan Speed Command vô cùng mạnh mẽ, sánh đôi với lại Upright Cameraman. Nhanh chóng đem những thứ này về lãnh địa của mình thôi. Dừng lại, người nghĩ người có thể đem những thứ quý báu kim loại ngoài hành tinh này đi được hay sao? cái gì thế kia? Một ski mini toilet tên lửa à? Không thể nào, không thể nào. Loài quái vật bồn cầu đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi mà. Người nói không sai, nhưng bọn ta đã quay lại với hình dạng máy móc, động cơ mạnh mẽ hơn. Và bây giờ bọn ta rất cần những thứ này. Chết tiệt, bây giờ phải làm sao đây? Cơ thể mình nhỏ bé như thế này, làm sao có thể chống lại tên quái vật bồn cầu to lớn dữ tợn đó được? Hay là mình tạm thời hút lấy những thứ kim loại này vào trong người, để người của mình được nâng cấp, rồi từ từ tính tiếp. Quyết định vậy đi. Cái gì? Cái gì? Ta chết tiệt đâu lo kia. Người dám? Mẹ kiếp, ta sẽ xé xác người, nuốt chửng cơ thể của người, lấy lại nguồn sức mạnh từ những kim loại trên trời đó. Người không có cơ hội đâu. Bây giờ ta kháng lúc nãy rồi. Chết đi. Mẹ kiếp mày, mày thì mày hãy tới đây. Tới đây, tao sẽ nhai đầu mày. Hãy xem sức mạnh của Titan Lo Bombardment ta đi. Không.
thứ rắc rối. Được rồi, mình quay về lãnh địa của mình thôi. Mình sẽ hy sinh bản thân của mình để cho thủ lĩnh Spiderman ăn lấy cơ thể của mình để ông ấy được hồi phục khỏe lại. Sắp tới nhà rồi. Đi qua lãnh địa của loại cameraman nữa là tới nhà của mình. Ồ, sao nơi này nhiều xác của con người thế này? Những cái xác này sao bị cào cấu cắn xé kinh tởm thế? Rõ ràng là cameraman đâu có ăn thịt người đâu. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra tại nơi này? Xé xác ăn thịt. Bọn ta đói là những cameraman mà. Họ bị gì thế kia? Trời đất ơi, sao người ngợm của họ lở lát rướm máu, còn móng tay của họ trở nên dài ngoằng kinh dị thế? Đói quá, ta muốn ăn thịt của ngươi. Chết tiệt, bọn chính xác tên ra. Đồ khốn kiếp này, bọn chúng bị gì thế nhỉ? Không lẽ bọn chúng ăn chơi rồi nhiễm bệnh sida hồn dịch lộn, họ điên hết rồi hay sao? Đói quá, ta chỉ muốn ăn. Chết tiệt, hãy tỉnh lại đi, lũ cameraman, ta là hàng xóm của các ngươi đây. Mẹ kiếp, đau quá, mình bị cái lũ đen này cắn chúng rồi, dường như bọn chúng không còn tỉnh táo được nữa. Vậy thì, ta sẽ giết chết hết các ngươi, rồi giải thích chuyện này sao với ông này cameraman. Ăn thịt, xong rồi, chuẩn bị về nhà thôi. Hả? Sao đầu của mình choáng thế này? Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra với mình vậy? Không, mắt của mình sao mờ thế này? Đói quá, ta muốn ăn thịt. Này, Spiderman, hãy tỉnh dậy đi. Mấy ngày nay, ta đi tìm kim loại từ ngoài hành tinh rơi xuống trái đất này để về cứu người đó. Cuối cùng ta đã tìm được một mảnh. Nào, tỉnh dậy đi, ta sẽ nâng cấp cơ thể cho ngươi. Tỉnh dậy đi. Chết tiệt thật, chồng cậu ấy lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Được rồi, mau cấp tóc làm thôi. Nếu không, tay thành Spiderman sẽ chết mất. Quái vật, cứu chúng tôi với, thủ lĩnh cameraman. Cái gì thế kia? Là một tên tai tình lò bom bóp men à? Nhưng hắn bị gì thế kia? Sao cơ thể của hắn lỡ lét gớm ghiếc vậy? Giết, xé xác, ăn thịt, ta đói quá. Mẹ kiếp, cái thứ chết tiệt này, ngươi cũng là con cháu của tai tần Spiderman, sao ngươi lại sát hại đồng loại của mình chứ? Ta đói, ta ăn thịt luôn cả đồng loại, ta ăn thịt luôn cả các ngươi, ta ăn thịt tất cả những thứ nào ta nhìn thấy. Khổ kiếp thật, hắn không còn tỉnh táo, dường như hắn bị điên rồi. Mẹ kiếp, dài, hả? Không lẽ hắn bị thứ bệnh đó? Thứ bệnh zombie? Nhưng hắn bị lấy từ đâu thế này? Con cháu của ngươi đã làm ta ra thế này. Ta sẽ ăn luôn ngươi, ăn luôn tất cả. Đói bụng quá. Chết tiệt. Cái gì? Liên quan tới con cháu cameraman của ta nữa à? Cổ kiếp. Sao cái thứ này, mình có bắn nó tổn thương bao nhiêu, nó đều hấp thụ sát thương của mình bấy nhiêu vậy? Không ấy rồi. Chết đi. Ta sẽ nhai đầu ngươi. Nhai đầu của ngươi. Ngươi. Không ổn rồi. Người của mình gặp vấn đề rồi. Đói quá. Ta chưa no. Ta sẽ tiếp tục. Đi xé xác. Ăn thịt.